是的，不，mà nó record màn hình nào ta? Đợi cô chút nhé, cô chỉnh cái zoom record này, xem nó đang record cái màn hình nào. Mọi người có đang nhìn thấy cái màn hình cô đang share với lớp mình là cái màn hình có cái slide API testing này không? Ok, rồi. hy vọng là nó không lỗi lầm gì như buổi hôm trước. Rồi, rồi hôm cô lại có tội lớn với các mọi người. Rồi, ok. Buổi hôm nay chúng mình sẽ học tiếp về cái API. Thì cái học phần hôm nay của chúng ta sẽ có những cái nội dung chính là bao gồm cái API, những cái HTTP methods. Chúng ta sẽ thấy là trong quá trình mình làm mình sẽ thấy nó có rất là nhiều những cái methods khác nhau đúng không? Vậy thì những cái methods này dùng khi nào và cái ý nghĩa của nó là gì thì mình sẽ học trong buổi hôm nay, và ngoài ra thì những cái kiến thức còn lại chúng ta sẽ học thì sẽ được transfer dần cho các bạn ở những buổi khác. Mình sẽ cách học của mình sẽ không là học tất cả lý thuyết xong rồi mình mới. Đúng rồi Tiến. Mình sẽ không học tất cả lý thuyết xong rồi mình mới học đến thực hành, mà cái cách cách làm việc của mình đấy là mình sẽ transfer các bạn dần những cái lý thuyết và cô hơi bị khó điều khiển cái Zoom này. Và với cái mỗi phần lý thuyết mình transfer cho các bạn ấy thì mình sẽ có cái thực hành ngay trong cái buổi hôm đấy, để các bạn cái kiến thức của các bạn sẽ được chuyển dần dần và các bạn biết là mình sẽ dùng ở đâu, thì tránh nó bị cái tình trạng là overload đúng không? Mình học rất là nhiều lý thuyết, mình sẽ có question là ủa cái này mình sẽ dùng như thế nào. Thì đấy là cái cách mà mình sẽ làm việc với các bạn. Rồi tiếp theo là với cái API mình đã nhìn rồi, mình đã thấy rồi, vậy thì với API mình sẽ test những cái gì, có những cái gì mình sẽ phải test và mình sẽ test case nó như thế nào đúng không? Đó, tiếp theo là chúng ta sẽ đi đến cái thực hành viết test case cho API, và cái phần việc về nhà của các bạn. Đợi mình một chút để mình sẽ gửi cho các bạn cái test case template để các bạn, mình sẽ gửi vào Zoom nha, để lát nữa mình sẽ cùng nhau thực hành. Thật sự là cô hơi khó tương tác với cái Zoom này. Rồi, đợi cô chút để cô lấy cái test case template để lát mình viết test case nha. Thì ở trên cô đã gửi cho mọi người cái file PDF, đấy là cái requirement mà chúng ta sẽ cùng nhau phân tích lát nữa ấy. Rồi, cô sẽ gửi cho lớp mình ở trên đây và các bạn download về nha. Giang ơi, em cuộn chuột ở lên trên đây này. Có bạn nào tác bạn Giang vào giúp cô không? Để cô đỡ phải gửi lại. Và cô gửi cái test case template nha. Lát nữa mình sẽ thực hành trên cái này nha. Rồi. Rồi. Đâu đấy thì các bạn đã nghe tới rất là nhiều những cái HTTP methods đúng không? Các bạn cũng nghe thấy An nói rồi và các bạn cũng đọc về nó rồi. Vậy thì cái HTTP methods thì nó sẽ có bao gồm những cái phương thức, hay là những cái phương thức ấy, thì nó bao gồm những cái phương thức nào? Thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có rất là nhiều những cái phương thức khác nhau ngoài những cái phương thức mà mình đang liệt kê, đang nhìn thấy ở đây. Nó có option này, có patch này, có rất là nhiều. Nhưng mà bốn cái này thì thường sẽ là bốn cái phổ biến nhất.
Và bốn cái này thì sẽ dùng đối với những cái tính năng như thế nào? Thì thông thường những cái tính năng tạo mới thì người ta sẽ dùng cái thẻ post này. Những cái tính năng liên quan đến đọc data thì sẽ dùng cái get. Đọc data là như nào? Ví dụ như cái màn hình list của các bạn ấy, danh sách các sản phẩm, rồi danh sách học viên, danh sách sinh viên, danh sách comment. Đó, thì những cái màn hình đấy chúng ta chỉ đọc đơn giản là đọc dữ liệu ở dưới database. Dưới database có bao nhiêu bản ghi hay là bao nhiêu dòng dữ liệu thì mình sẽ đọc trực tiếp từ database và mình không có thay đổi gì, không có can thiệp gì với cả database thì mình sẽ dùng cái phương thức là get nha, dùng để đọc thôi. Đó, tiếp theo là update. À, khi chúng ta sửa một cái dữ liệu gì đấy, ví dụ sửa review comment này, sửa giá, chúng ta là chủ một cái shop hàng nào đấy, chúng ta có rất là nhiều sản phẩm đúng không? Chúng ta sửa đơn giá của nó, sửa mô tả của một cái sản phẩm nào đấy, nghĩa là khi đấy chúng ta can thiệp đến cái dữ liệu ở trong database của mình ấy, thì lúc đấy người ta sẽ dùng cái tính năng update và cái methods tương ứng với với API ấy, thì là người ta sẽ dùng thẻ put người nha. Và tiếp theo là delete, khi mà chúng ta xóa có tính năng xóa thì người ta sẽ dùng cái methods tương ứng đấy là delete. Đó, thì đây là bốn cái methods mà người ta dùng phổ biến nhất. Ngoài ra sẽ có những cái methods khác như là option, là patch, là hầm và lằng nhằng, các bạn sẽ nhìn thấy nó rất nhiều đây. Đó. Rất là nhiều option unlink, là lock unlock các thứ. Đó, nhưng mà những cái này nha thì thường sẽ cũng sẽ không dùng đến nhiều. Đó, thế nên là nếu mà các bạn đi hỏi phỏng vấn ý, thì người ta sẽ nói là à em dùng những cái HTTP methods nào, thì các bạn hoàn toàn có thể nói được là em sẽ dùng em biết rất là nhiều, em biết là có một số ngoài bốn cái post get put delete thì em biết những cái khác. Tuy nhiên em dùng nhiều nhất và phổ biến nhất thì nó sẽ là bốn cái methods này, nó và tương ứng với nó là bốn những cái tính năng tạo mới, rồi là thêm, rồi là tạo mới, thêm hay là thêm ấy, create là thêm ấy, hay là update là sửa, xóa, và chúng ta đọc dữ liệu nha, chúng ta lấy ra danh sách cái dữ liệu đúng không? Đó, thì đó là bốn cái methods tương ứng với cả bốn cái API. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ nhìn xem là ở trên Swagger thì những cái API hay là những khi mà người ta manage những cái task ấy, người ta phân chia task cho nhau, người ta sẽ manage nó, người ta sẽ quản lý nó như thế nào. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái danh sách những cái API trong một cái dự án, thì người ta cũng sẽ phân chia là đây những cái tính năng. Khi người ta define một cái API, người ta sẽ define luôn là với cái API đấy path của nó là gì, rồi người ta sẽ dùng thẻ gì đúng không? Ví dụ đây là cái tính năng tạo mới cái application thì mình sẽ thấy luôn là đây nó sẽ dùng cái thẻ post và cái path name của nó là cái này. Đó, hay cái URL ấy. Đó, thì khi mà thông thường trong một cái dự án ấy thì cái anh tech lead hay anh dev lead anh ấy sẽ có những cái define, hay có những cái convention cho cái dự án, ví dụ như là thêm mới tôi sẽ dùng cái post hay là cái gì, và sửa thì tôi sẽ dùng cái method gì đúng không? Và người ta sẽ define đây, và ngoài ra người ta sẽ define luôn cả cái thẳng ở đây. Đó, xong rồi anh dev nào anh nó làm, anh sẽ pick cái task đấy, hoặc anh sẽ điền những cái thông tin detail về cái API đấy đúng không? Chúng ta vào chúng ta đọc, chúng ta sẽ biết là với cái API này để dùng đúng thì nó phải dùng cái thẻ gì và path nó như thế nào. Đó, hoặc đây là một cái cách trình bày khác khi mà họ break task, họ chia task. Đó, ví dụ đây là cái tính năng tạo mới này, tôi có cái tính năng tạo mới một cái tác vụ thì tôi sẽ dùng cái thẻ gì đúng không, và cái path nó như thế nào, thì các bạn sẽ thấy là nó tương ứng với cái phần mà mình nói ở trên kia ấy. Cái tạo mới thì sẽ thể dùng thẻ gì, xóa thì sẽ dùng thẻ gì, hay là lấy ra một cái task cụ thể thì sẽ dùng thẻ get. Và đây cái path này đây, hôm trước các bạn học rồi thì các bạn sẽ biết là khi chúng ta lấy một cái dữ liệu gì cụ thể thì chúng ta sẽ lấy theo cái ID của nó đúng không? Đó, còn khi mà chúng ta lấy ra tất cả những cái, ví dụ đây rồi lấy ra danh sách tất cả những cái task thì người ta sẽ dùng cái path như thế này. Đó, và sẽ không kèm ID. Đó.
Rồi ví dụ như là chúng ta có sửa một cái tác vụ nào đấy đã tồn tại đúng không? Đó thì người ta sẽ dùng thẻ bút. Và cái path của nó ở đây các bạn sẽ nhìn thấy, và nó sẽ kèm thêm cái ID của nó để biết là à mình sẽ sửa cho cái nào. Và khi mà chúng ta sửa, chúng ta dùng cái methods để chúng ta sửa một cái tính năng nào đấy, một cái feature nào đấy nó có tính năng sửa, thì ngoài cái put người ta sẽ dùng cái thẻ, một cái thẻ nữa là thẻ patch. Nhà các bạn sẽ thấy là à có cái tính năng sửa, cái thì dùng thẻ put, cái thì dùng thẻ patch đúng không? Thì khi nào dùng put và khi nào dùng patch thì cái này các bạn có thể đọc thêm ở ngoài nha, nó rất là nhiều. Như là về cơ bản thì put là khi mà chúng ta sửa cái dữ liệu mà gần như sửa hoàn toàn, còn cái này nó sẽ là sửa một phần dữ liệu thì người ta sẽ dùng cái thẻ patch. Thì và ngoài ra những cái chi tiết khác thì các bạn đọc thêm nha. Nhưng mà cái put này này, tại sao nó ở trong cái list này nó lại chỉ có đề cập đến put thôi mà không dùng đến patch? Thì thông thường cái put này sẽ được dùng phổ biến hơn cả patch nha. Thế nên là thường thì các bạn sẽ thấy là đôi khi các bạn chỉ thấy là nó sẽ có thẻ, người ta đề cập nhiều và các bạn gặp nhiều cái thẻ put hơn là cái thẻ patch. Đó. Thì đó là những cái HTTP methods mà các bạn sẽ có thể sẽ gặp trong quá trình chúng ta học. Còn cái status code hôm trước thì mình cũng 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 nói về status code rồi đúng không? Thì mình sẽ có những cái, cô nhắc lại một chút những cái bạn mà hôm trước nghỉ, thì mình sẽ có những cái status đầu 2 này. Mình sẽ có status đầu 3 này. Mình có status đầu 4. Và status đầu 5. Đây, status đầu 6 cũng có. Tuy nhiên là những cái status mà phổ biến nhất sẽ là cái đầu 2. Đầu 2 là thể hiện cho cái việc là à cái response của các bạn trả về thành công đúng không? Các bạn gửi đi một request và nó sẽ có phản hồi về. Bất kỳ request nào các bạn gửi đi sẽ đều có cái phản hồi về đúng không? Và nó sẽ có thể là request đấy thành công hoặc những cái request đấy nó không thành công, thì nó sẽ trả ra đầu 4 hoặc là đầu 5. Và đầu 4 là khi nào? Đầu 4 là khi cái request của các bạn gửi ra nó không hợp lệ, gửi đi không hợp lệ, thiếu hoặc là sai thông tin nào đấy. Còn đầu 5 nó sẽ trả về khi mà cái response của nó, khi mà nó sẽ có những cái lỗi liên quan đến đường mạng, đường truyền hoặc là những cái lỗi liên quan đến server của các bạn ấy, thì nó sẽ trả ra cái response đầu 5. Thì những cái ngoài cái đầu 2 thì đầu 3, đầu 4, đầu 5, đầu 6 đều là không trả ra dữ liệu thành công nha. Nghĩa là không thành công và nó sẽ không trả ra dữ liệu cho các bạn. Đó, và nó sẽ trả ra cái error message kèm với cả cái status code. Đó. Rồi. Còn đầu 4 khi nào, đầu 5 khi nào thì chắc các bạn cũng cũng biết rồi nên là mình sẽ không nói lại nha. Rồi. Tiếp theo nha, mình sẽ đi đến cái câu hỏi là tại sao chúng ta sẽ test gì đối với API? Với API thì chúng ta có những cái gì chúng ta có thể test? Mình cũng đã nói với nhau rất là nhiều đúng không? Đấy là khi chúng ta phân tích một cái API thì chúng ta sẽ phải đi đến hai cái đầu tiên mà chúng ta phải làm việc. Đấy là request và cái response, đúng không? Request thì sẽ có cái gì? Trong request thì chúng ta sẽ phải để ý đến cái HTTP methods mà nãy mình nói với nhau, đúng không? Xem là tôi dùng cái HTTP methods đúng như là cái tài liệu yêu cầu, tài liệu mô tả là như này, rồi cái path như này thì nó có trả ra dữ liệu đúng cho tôi hay không, đúng không? Đó, rồi tiếp theo là cái path của các bạn thì các bạn cũng phải viết test case cho nó. Rồi tiếp theo đấy là cái body. Ngoài ra thì sẽ có những cái header của các bạn cũng sẽ phải phân tích. Thì đối với những cái tí nữa mình sẽ đi đến cái tài liệu thì sẽ có những cái header cụ thể, thì mình sẽ biết là với một cái header thì mình sẽ phân tích cái gì và đối với mỗi API thì có những cái header nào. Đó. Thì đây là cái phần header mà chúng ta cũng sẽ phải viết test case, và chúng ta phải test cho nó xem là trong trường hợp là cái header này đúng với cái requirement thì sao, và cái header của mình nó không đúng với requirement thì nó sẽ trả ra lỗi như thế nào. Rồi tiếp theo đến là cái body của các bạn.
Thì là buổi trước chúng ta sẽ đã xem test thử một vài cái trường hợp nếu mà cái body của mình nó không đúng thì nó sẽ như thế nào rồi, đúng không? Đó thì mình sẽ phân tích là với cái body này mình test những cái case mà không dữ liệu hợp lệ, rồi cái body này mình test với những cái case mà không có dữ liệu hợp lệ thì nó sẽ trả ra như thế nào, đúng không? Đó thì nó sẽ là những cái mà chúng ta sẽ phân tích khi chúng ta viết khi chúng ta thực hiện test hay viết test case cho API. Rồi tiếp theo đấy là chúng ta phân tích hết cái phần request thì chúng ta sẽ sang cái phần response. Đối với response thì nó sẽ có cái gì? Response thì sẽ có hai phần mà chúng ta phải chú ý đến. Thứ nhất là cái status code. Mình phải check xem là cái status code mà người ta trả ra ấy, nó đúng với cả cái tài liệu mà định nghĩa hay không, đúng không? Rồi thi thoảng mà sẽ có những cái trường hợp mà tài liệu nó định nghĩa thiếu, nó status code nó cũng sẽ trả ra như thế nào thì chúng ta sẽ phải phân tích, đúng không? Ví dụ như là người ta sẽ check kiểu dữ liệu trước khi là check dữ liệu đúng hay sai. Đó thì thi thoảng thì dev họ code thiếu, họ sẽ không check kiểu dữ liệu mà họ sẽ check luôn cái dữ liệu đúng hay sai. Thì họ sẽ trả ra 404 chẳng hạn, nhưng mà thực ra là nó phải check dữ liệu kiểu trước đó cơ, thì nó phải trả ra là 400 mới đúng. Thì những cái này thì nó sẽ hơi sâu một chút, thì chúng ta sẽ đi vào cái lát nữa mình sẽ đi vào cái tài liệu thì mình sẽ phân tích sâu hơn nha. Và cái phần thứ hai nữa chúng ta phải phân tích đấy là cái response, cái response được trả ra đối với cả một cái API thì nó sẽ có những cái thông tin gì và nó có đúng hay không, đúng không? Nó đúng với cả cái mà dữ liệu mong cái requirement có mong muốn hay không. Thì đấy là những cái mà chúng ta sẽ phải làm với chúng ta sẽ phải thực hiện test với API. Rồi. Tương tự ở đây thì cái API này cũng thế, nó sẽ không có cái đấy. Chúng ta sẽ có request và response thì chúng ta sẽ check cái methods của nó rồi check cái path của nó. Tiếp theo đấy là cái header của nó và body của nó. Đây là cái phần tất cả những cái phần này thuộc phần response nha. Request nha, request thì chúng ta sẽ có body. Và cái phần response chúng ta cũng có body nha. Thì các bạn tránh bị nhầm bởi vì hai thằng này thằng nào cũng có cái body của nó. Đó. Thì sẽ có những cái API có body và có những cái API không có body. Thì những cái API nào có body và cái nào không có body thì mình sẽ đi vào chi tiết thì mình sẽ nhớ hơn nha. Thì thông thường thì những cái mà có body thì thường là sẽ có những cái API mà thêm rồi sửa thì sẽ có body, còn những cái API get dữ liệu ra không ấy, thì sẽ không có cái body gì để truyền vào nha. Và cái body này là cái gì? Cái body này nó sẽ chứa cái thông tin, cái data ấy, nó thường là những cái data mà các bạn cập nhật vào database hoặc là các bạn sửa lại database thì những cái data đấy nó sẽ nằm trong body. Đấy. Còn những cái mà không có body, ví dụ như get thì chúng ta chỉ lấy dữ liệu lên thôi, đúng không? Chúng ta không 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 làm gì, không can thiệp gì đến database cả, thế nên chúng ta sẽ không có cái dữ liệu gì truyền vào body. Đó, hoặc là delete cũng thế. Thì chúng ta sẽ delete thì chúng ta chỉ có cái path thôi, có cái ID của cái đấy, thường nó sẽ nằm trên nó sẽ nằm ở path ở đâu đó thì nó sẽ không có trong body và chúng ta sẽ cũng không chuyển vào nha. Rồi, tiếp theo này. Đến đây mọi người có ai có câu hỏi gì cho cô không? Lớp mình ơi, mọi người có chỗ nào không hiểu? Rồi, ok. Rồi. Rồi. Tiếp theo nha, mình sẽ đi một chút thực hành với cả cái API, cái tài liệu mà khi nãy cô gửi cho cả lớp ấy. Rồi, mình mở cái download cái tài liệu của mình ra nha. Thì các bạn sẽ thấy là tài liệu của các bạn sau này ấy, các bạn đi làm các bạn sẽ thấy là tài liệu của bạn nó sẽ tồn tại ở rất là nhiều những cái dạng khác nhau. Có những bên người ta sẽ dùng những cái tài liệu Swagger để lưu trữ,
Có những nơi thì người ta sẽ dùng Dung ơi, em cuộn chuột lên đi, các bạn gửi ở ngay ở trên ạ. Mọi người chưa có test case template, mọi người chưa có cái tài liệu thì mọi người cuộn chịu khó cuộn lên trên, mọi người download về giúp mình nha, giúp cô nha. Đó, thì cái mọi người cũng không phải tạo mới workspace riêng đâu mọi người, tí nữa mọi người sẽ tạo mỗi người một cái workspace cũng được. Đó, rồi ở đây thì mình sẽ thấy đây là cô đang nói đến cái requirement của API đúng không? Thì các bạn sẽ thấy là sẽ có một số nơi thì người ta sẽ dùng luôn cái Swagger để lưu trữ những cái thông tin, những cái requirement về API. Thì nó rất là tiện bởi vì các bạn sẽ execute luôn trên đấy, các bạn sẽ nhìn thấy cái request sẽ như thế nào và các bạn sẽ nhìn thấy response trông như thế nào đúng không? Nhưng sẽ có những nơi người ta sẽ lưu trữ ở một cái tool nào khác, hoặc có những nơi người ta sẽ dùng cái file doc kiểu như này để lưu trữ. Thì đối với cái này thì mình đang dùng file doc nha, bởi vì sẽ Swagger thì nó bao gồm cả cái gì nhỉ, nó bao gồm cả cái template để các bạn execute ấy. Các bạn ơi thì các bạn chịu khó học bằng máy tính nha, bởi vì tí nữa mình thực hành mình execute test với API rồi mình viết test case, thì nếu mà mình dùng điện thoại làm sao mình mở Postman lên mình làm được đúng không? Mình đã mất công mình ngồi học rồi thì mình học nó đầu tư một chút thì nó đỡ đỡ phí thời gian đúng không? Rồi thì nó mới hiệu quả được. Rồi thì và những cái đấy thì các bạn tự giải quyết nha. Nếu mà các bạn không download được thì cô cũng, và các bạn khác cũng không biết là sẽ support như thế nào đối với bạn. Rồi với cái Booking Management này thì nó là một một danh sách một số những cái API support người dùng cái việc chúng ta đặt phòng, nhận phòng, book một cái experience hay là một cái room nào đó. Đó thì nó sẽ có những cái danh sách những cái API mà, thứ nhất mà bao gồm có cái authentication. Hay là những cái login của mình ấy. Tiếp theo là chúng ta sẽ có lấy ra cái một cái booking cụ thể, lấy ra một cái booking thông tin, một cái booking chi tiết. Rồi get booking này thì sẽ lấy ra danh sách tất cả các cái booking có trong cái database của mình. Tiếp theo đấy là có cái tính năng tạo mới một cái booking, update một cái booking. Và đây là update một phần cái booking, thì nãy mình nói cái này thì sẽ dùng cái thẻ patch nha. Và delete booking thì nãy mình cũng học rồi, delete thì người ta sẽ dùng thẻ delete đúng không? Rồi update thì mình sẽ dùng cái thẻ put, và cái tạo mới booking thì mình sẽ dùng cái thẻ post đúng không? Và cái thông thường là tạo mới khi mà mình login ấy thì mình sẽ tạo mới ra một cái token. Thì cái này cũng người ta cũng sẽ dùng cái thẻ post nha. Thì cái liên quan đến cái login, cái API liên quan đến login và generate ra một cái token, và cái cách dùng một cái token nó sẽ như thế nào, thì cái này phần authentication này thì cô sẽ làm việc với lớp mình vào trong cái buổi ngày mai. Thì hôm nay thì mình sẽ làm việc với cái những cái API mà nó chưa cần đến cái authent nha. À, cái tại sao sẽ có những cái API nó sử dụng cái authentication này, những cái token này. Các bạn có thể thấy là ví dụ như các bạn vào Shopee đây, cô mở cho các bạn Shopee nha. Các bạn có thể thấy này. À, ở đây sẽ các bạn sẽ nhìn thấy là đây, với những cái tính năng ví dụ như các bạn search, các bạn là view, đây là list đúng không? Cái mà hiển thị lên danh sách này này. Bản chất trên trên UI khi nó hiển thị trên danh sách này nghĩa là ở bên dưới nó đang chạy cái, nó đang gọi đến cái API get list nha. Hôm trước thì mình cũng nói chuyện với nhau về cái việc là
thằng mobile, thằng web đều gọi chung đến một cái API khi mà nó có cùng một cái tính năng rồi, đúng không? Đó, thì API thì là dùng chung nha. Trên bất kỳ cái app nào thì thường thì họ sẽ dùng chung một cái API. Rồi và khi trên giao diện các bạn nhìn thấy là nó hiển thị như này ở dưới mobile hay là ở trên 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 web thì các bạn sẽ nhìn thấy là sẽ có những cái tính năng mà các bạn không cần phải login, các bạn đều có thể tương tác được. Ví dụ những cái tính năng này lấy ra detail một cái thông tin gì đấy, hoặc là đây sẽ có một cái API là lấy ra danh sách tất cả những cái review comment dưới này. Đó thì những cái API này thì người ta không cần phải login, người ta vẫn có thể tương tác được. Đó, thì những cái API này người ta sẽ không cần authentication. Còn với những cái API ấy mà người ta phải authentication thì ví dụ như để các bạn mua này, ví dụ cô vào đây này. Cô mua này. Đó. Thì nghĩa là những cái tính năng mà bắt buộc chúng ta phải đăng nhập chúng ta mới thực hiện được thì lúc đấy chúng ta phải có một cái token, lúc đấy người ta gọi là chúng ta phải bắt buộc phải authentication thì chúng ta mới vào, chúng ta tương tác được. Vậy thì sẽ có những cái API mà phải authent thì mới tương tác được, và có những cái API mà chúng ta không cần authent chúng ta vẫn tương tác được. Đó, thì hôm nay chúng ta sẽ học những cái API mà chúng ta không cần authent chúng ta vẫn có thể tương tác được nha. Bởi vì cái authentication này nó khá là phức tạp. Thế nên và cái test case của nó ấy, cũng phải phân tích nhiều. Thế nên là mình sẽ phân tích nó ở trong cái buổi ngày mai nha. Mình cứ học dần dần một chút một thì nó sẽ dễ vào đầu hơn cho các bạn. Đó. Rồi. Hôm nay mình sẽ cùng nhau làm việc với cả cái API thứ nhất là get all booking. Chúng ta lấy ra tất cả những cái booking có trong hệ thống. Rồi, tiếp theo là chúng ta lấy một cái booking, lấy detail một cái booking. Đó, và cái này sẽ cũng không cần cái token. Và chúng ta sẽ nhìn thấy là ở trên Swagger nó sẽ hơi khó, nó chỉ hiển thị cho các bạn ví dụ như response có sẵn là gì và request có sẵn là gì. Nhưng mà họ sẽ rất khó để nó sẽ bị, bởi vì cái cách tương tác với cái nó với cả cái Swagger ấy, nó sẽ hơi khó để cho người ta kẻ bảng biểu như thế này. Thế nên là Swagger nó sẽ có cái hạn chế của nó, thì mỗi cái nó sẽ có cái ưu nhược điểm khác nhau, đúng không? Thì cái này thì nó sẽ không giúp các bạn có thể tương tác được luôn. Ví dụ các bạn run thử, execute thử cái API xem nó chạy như nào thì không được như Swagger, nhưng mà nó ưu điểm của nó là nó sẽ detail hơn cho các bạn khi mà người ta muốn mô tả những cái thông tin. Thì với cái sorry cô mở nhầm, chúng ta làm một cái get all. Với cả cái lấy ra danh sách tất cả các booking trong cái hệ thống này thì nó sẽ bao gồm những thông tin gì? Đầu tiên là nó sẽ dùng thẻ get như chúng ta nói với nhau rồi, đúng không? À, lấy ra thông tin thì chúng ta chỉ đọc thôi, nó không can thiệp vào DB thì người ta sẽ dùng thẻ get. Và tiếp theo là cái path của nó sẽ được đưa ra như này. Rồi, tiếp theo đấy là khi mà cái dữ liệu của chúng ta thành công, trả ra thành công thì nó sẽ có cái response status code là 200, và nó sẽ có cái gì nhỉ? Cái template của nó sẽ như này. Nó sẽ ra những cái ID thôi, nó không ra cái thông tin gì thêm, bởi vì chúng ta nhìn vào ID thì chúng ta chẳng biết là nó có những cái gì, đúng không? Và ở đây mô tả đây, cái requirement của nó là cái booking ID của bạn là phải kiểu number, đúng không? Rồi tiếp theo để đây chúng ta mới chỉ có cái thông tin chung chung danh sách về các booking mà chúng ta không biết là nó có cái thông tin gì. Vậy thì chúng ta để biết chi tiết thì chúng ta phải có cái lấy cái thông tin chi tiết của một cái booking. Thì với ví dụ như nãy cô mở ra đây thì các bạn có thể thấy ví dụ như Shopee này. Bạn thấy đây là danh sách, đây nó giống như kiểu danh sách tất cả các booking của các bạn, thì đây là danh sách tất cả các sản phẩm, đúng không? Đó, thì bây giờ cô muốn vào cô xem chi tiết một cái sản phẩm nào đấy thì cô click vào đây, đúng không? Thì khi các bạn click vào đây, bản chất là các bạn gọi ra chi tiết một cái booking, hay là gọi ra cái API lấy ra detail của một cái booking hay một cái sản phẩm nào đấy, thì là người ta sẽ gọi theo cái ID của nó nha. Thì chính ra là ở dưới behind the scene ấy, nghĩa là dưới API nó đang gọi ra cái ID của nó. Rồi. Đó, thì đây, cái các bạn sẽ thấy là cái này cũng chỉ ra lấy thông tin chi tiết thôi.
thì người ta sẽ dùng cái method là get rồi, và cái path của nó sẽ bao gồm cái path này, và các bạn sẽ nhìn thấy là cái ID của nó nữa đó. Và cái ID này thì nó sẽ là 1 2 3 4 5 6 nha, không phải là cái ID này đâu, ID này đúng không? Này cơ. Đó. Đấy. Thì khi chúng ta gọi cái thông tin cái booking có mã là 4 thì nó sẽ ra chi tiết những cái có mã là 4. Và các bạn có thể thấy là trên UI ấy, thì các bạn có thể nhìn thấy là hình ảnh như thế này thôi. Nhưng bản chất dưới API nó đang gọi ra cái mã của cái sản phẩm này và nó sẽ hiển thị ra cái thông tin chi tiết. Rồi frontend sẽ đọc lại cho các bạn thì bạn sẽ nhìn thấy nó như này nha. Còn vì sao mình không dùng API để mình tương tác mà mình lại cần phải dùng frontend đúng không? Trong khi API hoàn toàn có thể return lại cho các bạn rất là nhiều những thông tin rồi. Thì mình cũng đã học ở buổi trước rồi đúng không? Lý do tại sao mình lại phải dùng frontend UI khi trong khi mình đã có API nó đáp ứng được tất cả những cái thông tin rồi. Rồi, có mình sẽ có cái header. Ở đây người ta sẽ mô tả là header sẽ bao gồm những cái thông tin như này. Bao gồm cái accept, require và nó là kiểu string. Tiếp theo là cái value của nó là gì? URL parameter nghĩa là cái path của nó ấy, cái ID này này. Nó cũng là kiểu string luôn. Mình sẽ để cái thông tin đấy và nó sẽ mô tả cái mục đích hay cái nhiệm vụ của cái param này. Và khi mà cái dữ liệu của mình nó trả ra thành công hợp lệ đúng không? Thì nó sẽ bao gồm những cái thông tin gì? Thông tin first name, last name, đây các bạn sẽ nhìn thấy đây cái giá và tất cả những cái thông tin của cái người book cái mã booking đấy đúng không? Thì sẽ có tên này, tên họ này, giá này, deposit page này, đã trả hay chưa này, và cái ngày booking check out check in là cái gì, và cái này thì các bạn sẽ phải make sure là cái date time format nó đúng như cái định dạng người ta đưa ra nhá. Đó. Rồi, tiếp theo này. Tôi xem cái API này nó đã có. Rồi, cái tạo mới một cái booking. Khi mà chúng ta tạo mới một cái booking thì nó sẽ có bao gồm những thông tin như sau. Đầu tiên là cái HTTP methods, nó sẽ dùng thẻ post, và tiếp theo là cái path của nó. Rồi, và đây là cái thông tin về cái body của nó nha. Thì cái thông tin về body thì nó sẽ được mô tả đây, cái template của nó thôi. Còn cái chi tiết nó sẽ được mô tả như này. Cái header của các bạn sẽ có hai thông tin. Thứ nhất là content type, nó là required. Và thứ hai nữa là cái accept, nó cũng là required và nó có trong header nha. Nó để ở đâu, nó trong header này, người ta mô tả rất kỹ nó trong cái phần này của các bạn nha. Rồi, tiếp theo là cái request body, nó chính là cái này này, cái template này, thì người ta sẽ mô tả là cái first name kiểu string, cái last name kiểu string, và cái total price nó phải là kiểu number đúng không? Rồi cái deposit page thì nó phải là kiểu colon boolean, và cái ngày check in thì nó phải là kiểu date time đúng không? Và đây người ta không nói rõ là mô tả là cái ngày check in của bạn và ngày check out của bạn liên quan như nào, nhưng mà khi chúng ta test ấy, thì chúng ta vẫn phải test cho cả cái trường hợp là cái ngày check in của mình ấy mà nó lại sau của cái ngày check out, nghĩa là nào nhỉ? Ví dụ ngày check in của mình là ngày hôm nay thì cái check out của mình bắt buộc phải lớn hơn ngày hôm nay đúng không? Bởi vì ít nhất là cũng phải 24 tiếng thì người ta mới cho book mà đúng không? Không có chuyện là cái ngày mình trả phòng là hôm nay nhưng mà ngày mình check in lại là ngày mai được đúng không? Thì lúc đấy mình cũng phải validation cho những cái trường hợp này. Rồi những cái thông tin phụ khác kèm thêm. Rồi và trong trường hợp cái dự cái booking của chúng ta thành công thì nó sẽ trả ra 200. Và đây là những cái thông tin mà nó trả về, thứ nhất là booking ID. Nó kiểu number, rồi cái object của cái đối tượng của nó sẽ bao gồm first name này, last name này, cái giá này, cái đã thanh toán hay chưa. Rồi tiếp theo bên trong của nó sẽ là cái ngày check in và ngày check out và những thông tin khác nữa. Và ngoài ra sẽ có cái respond đây.
thì các bạn sẽ thấy là ở đây cái tài liệu này nó mô tả thiếu các trường hợp mà trả ra status code. Sẽ có những cái tài liệu mà họ mô tả rất kỹ, ví dụ như là cái tài liệu này. Họ không mô tả kỹ về cái response nhưng mà họ sẽ mô tả rất kỹ là status code khi nào trả ra như thế nào, đúng không? 200 thì sẽ trả ra như nào, 404 thì nó sẽ trả ra khi nào, 401 trả ra khi nào. Đó. Thì với những cái tài liệu mà nó thiếu, chẳng hạn những tài liệu mà thiếu như này, thì các bạn hoàn toàn có thể yêu cầu BA hoặc là dev bổ sung cho mình để mình biết là mình nghiệm thu, bởi vì sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp mà nó sẽ gây conflict giữa dev và QA, thì nên là mình phải có cái tài liệu clear mình mới làm việc được. Và thông thường thì cái tài liệu này thì BA họ sẽ soạn nha, nhưng mà BA cứng, còn những cái bạn BA mới thì chắc là cũng không soạn được tài liệu này đâu. Đó, thì dev thì họ cũng ready để chuẩn bị cho mình thôi, nhưng mà nó không phải là cái trách nhiệm của họ. Thế nên là dev thì cái tài liệu của họ họ cũng sẽ làm khá là khó tiếp cận đối với QA của mình. Thế nên là nếu mà có cái gì mà các bạn không hiểu, các bạn cần bổ sung, thì các bạn phải hỏi trực tiếp. Chứ còn dev thì họ cũng thứ nhất là không nằm trong cái giới hạn công, không phải việc của họ, nên họ với thứ hai nữa là họ là người làm ra cái này, họ sẽ đứng view ở cái view là tôi là người làm ra, tôi viết tôi hiểu được rồi, nên họ sẽ không biết là QA chúng ta thiếu cái gì, muốn biết cái gì, thế nên chúng ta muốn cái gì chúng ta sẽ phải hỏi nha, chúng ta muốn biết cái gì chúng ta sẽ phải hỏi, hoặc là nếu mà có BA thì họ define ra thì tuyệt vời quá. Nhưng mà nếu mà các bạn được yêu cầu là các bạn test cái API này đi, test cái API kia đi, thì các bạn sẽ phải hỏi cho mình những cái thông tin sau, ví dụ như là cái methods là gì, cái path là gì, rồi cái gì nhỉ, cái body của nó là như thế nào, rồi cái response mẫu là như thế nào. Thì đấy là những cái thông tin cơ bản mà các bạn cần phải có trước khi mà các bạn test một cái API nha. Xong rồi tiếp tiếp theo đấy thì các bạn mới đến những cái business mà mình cần có thì mình test một API, đúng không? Rồi, ok, chúng ta sẽ làm việc trước với những cái API này nha. Thì các bạn mở cái Postman tester có viết tài liệu này không? Em thử tưởng tượng đi, em là người vừa xây nhà, xong em là người 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 vừa nghiệm thu nhà, thì cái ngôi nhà của em liệu có hiệu quả không? Liệu nó chất lượng nó sẽ như thế nào, đúng không? Và thứ hai nữa là cái người thường người cái define cái tài liệu là người đưa ra yêu cầu, còn chúng ta là chúng ta nghiệm thu cái sản phẩm dựa trên cái yêu cầu đấy, đúng không? Chúng ta thì một ông vừa đánh trống vừa thổi kèn thì không thể được, đúng không? Ví dụ như một anh OK, thế thì nó là cái cách tổ chức của công việc của bên bạn thôi. Còn những cái còn những cái đơn vị mà họ sẽ có nhiều những cái resource hơn, thì thông thường thì BA sẽ là người đưa ra requirement hay là định nghĩa những cái này, còn tester và dev sẽ là những người execute theo, đúng không? Không thể nào mà anh dev anh vừa làm ra xong anh vừa nghiệm thu anh bảo là tôi đúng không, tôi làm đúng rồi, tôi làm xịn rồi, đúng không? Giống như cái anh thợ xây ấy, anh xây nhà xong xong rồi anh tự ý nghiệm thu, anh nói với cả anh chủ nhà là em nghiệm thu rồi, em thấy là cái ngôi nhà đấy ổn rồi, thì cái chúng ta cần một cái đánh giá, một cái nhận xét từ cái bên thứ ba, và đấy là tester chúng ta, thì chúng ta có những cái view khác chúng ta nhìn vào thì cái quality nó sẽ đảm bảo hơn. Trong tài liệu khi bàn giao với khách hàng thì tùy trong cái mô hình của các bạn là cái mô hình gì. Ví dụ như các bạn làm những cái công ty mà những cái đơn vị mà làm với ngân hàng ấy, thì ở trong cái tài liệu dạng, đợi vô chút cô mở ra nha. Trong những cái tài liệu SIS của bạn ấy thì sẽ có vô chút
trong cái đây cô dở cho mọi người xem cái tài liệu SAS. Ô người ta xem đây đây trong cái tài liệu SAS ấy, thì thường họ sẽ có rất là nhiều những cái đề mục, những cái user case, rồi những cái thiết kế database, có những cái kịch bản scenario, rồi có những cái hay thông tin về cái API này cũng sẽ định nghĩa, rồi những cái thiết kế về design solution rất là nhiều cũng sẽ define ở trong cái tài liệu cái SAS này. Và thông thường khi mà các bạn deliver sản phẩm cho khách hàng thì các bạn sẽ phải có cái mục bullet gọi là sale, và thường sẽ phải ký bao gồm những cái tài liệu này để hai bên đồng ý với nhau là à tôi bàn giao đúng những cái mà có trong cái này, và những cái ngoài trong cái này thì anh không có yêu cầu gì hơn cả, đúng không? Bởi vì mình không có cái tài liệu gì bỗng một ngày bên kia bên khách hàng họ đòi tại sao không có, tại tại sao không có cái này, tại sao lại có cái kia, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái tài liệu chúng ta dựa vào thì mình mới có thể làm việc được giữa hai bên. Thì sẽ có những cái tài liệu nó sẽ có này. Còn đối với những cái công ty gọi là công ty product ấy, thì với những công ty product thì sẽ không có khách hàng, đúng không? Tôi làm sản phẩm cho chính tôi, đúng không? Thì nó sẽ là một loại tài liệu được lưu trữ, nó giống như một tài sản của công ty, thế nên là sẽ không có bàn giao cho khách hàng. Chúng ta chính là chủ sản phẩm, cũng là chính là khách hàng nắm giữ cái sản phẩm này, và khách hàng chúng ta là người dùng cuối, là những cái người mua hàng ấy, thì lúc đấy nó không liên quan gì cả. Thế thì nó có bàn giao hay không thì nó phụ thuộc vào cái dự án bạn đang làm, hay là cái tổ chức của các bạn đang làm là outsource hay là làm product hay là làm cho bên ngân hàng chẳng hạn nha. Thì nó phụ thuộc vào cái mô hình tổ chức của các bạn. Thế nên là cái này thì không có trả lời có hay không, mà là vừa có vừa không nha. Rồi mọi người mở mở giúp cho cô cái Postman ra nha. Rồi mọi người mở giúp cô cái postman ra nha, mình tạo ra một cái collection mới. Rồi mình đặt tên cái collection này tên là Booking Manager. Rồi mình expand cái này ra nha. Dung ơi em không chạy được là như nào, em nói cụ thể. Em dùng với cả cái API nào? Rồi, sau đấy thì các bạn tạo cho cô một cái request. Mình đặt tên là Get on Booking nha. Rồi, ở đây này, cái API này họ sẽ dùng cái thẻ Get. Và đây mình để mặc định nó là thẻ Get. Và tiếp theo đấy thì các bạn lấy cái path này. Các bạn bỏ vào đây.
Đó, header của nó không mô tả cái gì cả. Đúng không? Ok. Rồi. Các bạn sẽ gửi cái request này. À, thì các bạn sẽ nhìn thấy là hệ thống. Dung ơi từ từ nha, mình đi theo cái này để tí nữa mình còn viết test case. Và outend của các bạn sẽ còn liên quan đến cái expire, cái session, rồi là cái outend, cái token của các bạn bị expire, rồi là cái cơ chế lấy token như thế nào. Thì cái này mình buổi sau mình học nha. Không thì nó sẽ rơi vào cái tình trạng là cái buổi hôm nay cũng không nắm rõ, mà buổi buổi sau thì mình biết biết chỗ biết chỗ không thì nó sẽ không xuyên suốt được cái kiến thức của mình. Mình một hôm thôi thì cũng không vội làm gì cả. Rồi. Các bạn có lấy ra được cái dữ liệu khi mình lấy get tất cả các booking không? Rồi, ok, mình lấy xong rồi nha. Thì các bạn sẽ thấy là đây, cái response mẫu của nó là sẽ như này, và nó sẽ trả ra 200 ok. Thì ở đây mình sẽ check là à đây nó sẽ trả ra 200 ok rồi. Ok, đúng với requirement, và cái response của nó trả ra đúng với cả response mà người ta mô tả rồi. Thì ok. Và tiếp theo thì mình sẽ đến cái API get single booking, hoặc là các bạn get detail booking cũng được. Get booking detail này chữ N. Rồi. Rồi các bạn sẽ thấy là ở đây người ta đang dùng thẻ get nha. Thì mình cũng dùng thẻ get ở đây. Và ở đây này, cái path của nó này nó sẽ như này. Đó, cái path của nó sẽ như này. Và để mình cũng biết là nói với nhau rồi đúng không? À, lấy ra một cái booking detail thì mình phải lấy theo cái ID của nó. Vậy thì mình phải xem là ở đây có những cái ID gì. Đó, ví dụ bây giờ cô lấy của cái 383 này. Đó, mình sẽ thấy là ở đây có Bob Smith đúng không? Và những cái thông tin detail của cái thằng này, thông tin booking của cái thằng này. Rồi các bạn còn lấy ra được cái thông tin detail của cái này nó sẽ chỉ là dummy data thôi, thế nên là bạn sẽ thấy có thể là sẽ thấy là giống nhau nha. Đó, Super Bowl. Rồi tiếp theo nha, mình đi đến cái API. Đó, thì các bạn sẽ thấy là ở đây nó trả ra này, người ta expect là 200 ok, và cái response này nó phải đúng với cả cái người ta mô tả ở đây. Đó. Thì khi mình test, các bạn test thì các bạn sẽ phải check những cái gì? Các bạn sẽ phải check cái first name này, nó trả ra này, nó đúng kiểu string không này, nó trong cái hai cái ngoặc này này, kiểu string này. Rồi tiếp theo total price của bạn nó có đúng kiểu không này, những cái thằng này này, booking date này nó có đúng cái format. Em hỏi thông số bên cạnh 200 ok có nghĩa là gì? Cái 200 ok này thì cô nhớ không nhầm là cô nhớ không nhầm là thầy thầy An có dạy các bạn rồi đúng không? Ngọc Anh ơi, em lấy cái tài liệu, em cuộn chuột lên trên, em sẽ lấy cái tài liệu ở trên nha. Mọi người chưa có tài liệu thì mọi người cuộn chuột lên trên, mọi người đọc chat này. Cảm ơn Na, cảm ơn Nhật.
Đâu 200 chỗ này ấy hả? Hay 200 chỗ nào? Ừ, đó thì cái status này rồi. À, bên cạnh cái 2259 mini dây ấy hả các bạn? Đây các bạn, cộng tổng ở đây total của nó sẽ bao gồm cái gì? Transfer start này, download này. Cái này nó sẽ là tính cái thời gian mà các bạn khởi tạo này, cộng với cả những cái nếu mà nó chưa gửi bao giờ, nó chưa có cache thì nó sẽ cộng cả cache vào đây, nghĩa là nó tính tổng cái thời gian cái request này khởi tạo rồi nó gửi đi và nó sẽ xử lý. Và cái thời gian mà dữ liệu phản hồi về cho các bạn thì nó sẽ tính tổng ở đây là 250, nghĩa là cả thời gian cái thời gian của các bạn gửi đi và latency nó gửi về. Cái này thì thông thường thì nó sẽ liên quan nhiều hơn đến performance test, thì sau này các bạn performance test thì các bạn sẽ phân tích kỹ hơn những cái chỉ số này. Thì cô nói rồi, thì nếu mà để chúng ta học được automation API, học chúng ta học được performance thì chúng ta phải bắt buộc chúng ta phải đi phân tích và học cái API cơ bản. Method get, như cô nói get cái body như nãy cô nói, cái body của mình ấy. Thôi được rồi, để cô tạo cái API tiếp theo nha. Chúng ta đến tạo mới một cái booking thì cô sẽ giải thích lại một lần nữa cái nãy cô nói. Rồi mọi người tạo cho cô cái request liên quan đến tạo mới booking nha. Ở đây thì nó sẽ dùng thẻ post và chúng ta sẽ đổi sang cái methods là post, đúng không? Và cái path của nó là đây. Cô gửi cho các bạn cái path này. Chiến không vào từ đầu đúng không? Mình đã nói qua cái đoạn là đối với những cái API mà người ta sẽ là những cái tính năng đây. Tại với những cái tính năng như tạo mới thì người ta sẽ dùng thẻ post, và những cái tính năng mà chỉ đọc dữ liệu không ảnh hưởng gì đến DB thì người ta sẽ dùng thẻ get. À, không ảnh hưởng DB là sao? Nghĩa là người ta chỉ đọc dữ liệu ở dưới database lên thôi. Database có 10 bản ghi, có ví dụ có 10 cái comment đi, hay là danh sách 10 sản phẩm đi, thì API nó sẽ return ra chúng ta danh sách 10 sản phẩm hoặc là những cái booking này đi. Các bạn chỉ lấy dữ liệu lên thôi, đúng không? Ở dưới này nó có ví dụ 1.000 cái booking đi, thì nó sẽ lấy ra hết cả 10 cái 1.000 cái booking này cho chúng ta, đúng không? Hoặc là đây cũng là get này. Cái thông tin này các bạn đọc dưới database nó có cái gì nó sẽ hiển thị như vậy. Thì người ta quy định là với nhau là sẽ dùng thẻ get. Chiến em không lấy được dữ liệu ở cái API get đi hả? Chiến ơi, em bật cái mic lên để trao đổi cho nó dễ hơn được không? Em không lấy được dữ liệu ở get hay là get get Alo, all. Ừ, cô đang nghe đây. em không bật, em nói được ghét hay cô? Get là get, mình có hai cái API lấy dữ liệu lên nha, một cái là get detail và một cái là get all. On cô? Get all chưa lấy được ý hả? Dạ. Ừ, em thử share cái màn hình của em xem nào. Dạ, chào chú. Mọi người sẽ đợi cô stop share nha. Mọi người sẽ ở lớp mình sẽ có rất là nhiều bạn giỏi, các bạn sẽ support. Sai chút này Ở dưới cùng ấy có cái nút share screen ấy, nút màu xanh ấy.
Ừ, hoặc là dễ hơn nha, chiến chụp mình chụp hình Để lên cái chụp hình cho cô. chụp hình xong gửi lên để các bạn cùng phân tích giúp nha. À, xong rồi em kéo em bỏ vào cái ô chat này này, mọi người sẽ review. Dạ, em đang chụp rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, cô không phải vội đâu. Em sẽ tạo vệ tạo. Sao không được ta? Ủa? Như cô nói sẽ có những cái tính năng mà nó yêu cầu authent và những cái tính năng nó không yêu cầu authent. Thế nên là cái requirement của họ là như vậy thì mình cứ follow nha, bởi vì người ta đưa ra cái đấy thì người ta đã phân tích rồi đúng không? Hoặc là đơn giản là cái này nó chỉ là một cái API để cho mình thực hành, mình hiểu cái concept của nó thôi. Chúng mình không đi phân tích vào cái việc đúng sai ở đây nha. Mình cũng nói với nhau rất là Nghĩ nhiều không? rồi, đúng sai nó phụ thuộc vào từng cái ngữ cảnh. Cũng xem nào, cái của em có cái ghét hai chấm này, em xóa cái này đi. Đúng rồi, giúp nó. Em ghét hai chấm này em bỏ đi. Ok, chắc được không? Chạy được rồi đúng không? Dạ, được rồi không? Ủa? Ok. Cô bị lỡ rồi. Rồi bà cô. Ok. Cảm ơn cô. Cảm ơn mọi người nha. Rồi, đến cái tạo mới một cái booking này. Rồi, mọi người sẽ tạo cái API create booking nha. Thì ở đây dùng thẻ post này. Tiếp theo là cái path của nó sẽ là cái path này nha. Cô có gửi lên group ấy. Rồi. Rồi tiếp theo là ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là có cái body này. Copy này. Thì các bạn vào đây mở cái phần body ra cho cô.
bạn chọn Raw và cái chọn JSON. Thì khi nãy có một bạn bạn hỏi với cô là cái get ấy nó không, cái get ấy nó không không có body đúng không? Bởi vì cái như nãy cô nói thì cái get là mình chỉ đọc dữ liệu từ DB lên thôi và mình không có cái sửa cái thông tin gì cả, cũng không thêm cái gì cả đúng không? Giống như kiểu dưới đó có cái gì thì mình đọc cái đấy. Nhưng mà khi mà chúng ta có dùng thẻ post, post là khi mà mình tạo mới dữ liệu và put là chúng ta sửa dữ liệu đúng không? Và khi chúng ta phải sửa hoặc là thêm mới, chúng ta phải có data cho nó đúng không? Chúng ta thêm một bản ghi thì nó phải biết là nó thêm cái gì đúng không? Và cái data mà mình thêm ấy thì nó sẽ nằm ở trong cái body này nha, người ta sẽ để cho nó cái body này đó. Còn get thì mình chỉ có đọc thôi, mình không có thêm sửa cái gì cả, thế nên là không có cái body cho nó nha. Nếu mà filter theo từ khóa thì lúc đấy thì cái filter của bạn ấy, một là nó nằm ở cái header, hai là nằm ở param này, thường là nó sẽ param này chứ nó không ở body nha. Nó ở param này. Rồi. Ví dụ bây giờ cô đổi thành Oanh Đỗ nha. Oanh Đỗ có một cái booking có giá là 222 đô. À, cô sẽ gửi đi include breakfast. À, và cô sẽ send cái request này. Thì sau khi mình đợi một chút, cô một chút, ở đây nó còn cái header nữa. Header ở đây nó yêu cầu cái gì ta? Content type là phải require. Đó, ở đây mình có content type là mặc định rồi và cái accept nữa. Và require default value sẽ là cái này. Get ID không lấy được cái booking ID em vừa tạo đúng không? Để lát mình xem nhé. Application. Mình chọn application JSON. Các bạn thử gửi xem là các bạn có tạo mới được một cái thành công không? Các bạn từ từ thôi nha, tí nữa mình đến đâu thì mình hỏi đến đấy, không là các bạn chưa thao tác đến đấy các bạn sẽ bị loạn đấy. Rồi thì các bạn sẽ thấy là em không truyền hết được vào hai trang mà cô. Đây ở trên này này các bạn này, có cái header của nó là cái content type, nó by default nó có cái này này. Các bạn không truyền nghĩa là các bạn phải uncheck cái này đi này. Còn các bạn có check thì nghĩa là by default nó có cái đấy rồi đó. Rồi, khi mà các bạn tạo thành công thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ trả ra cho các bạn một cái booking ID là như thế này. Đúng không? Và cái first name đây, cái
cái response của nó đúng giống với cả cái response trả về, nó đúng với cả cái response được mô tả, được yêu cầu, và cái status code của nó 200 ok. Rồi mọi người đã tạo được hết cái, mọi người đã tạo thành công hết được chưa? Mình bỏ cái require đi. Rồi, đúng rồi, mình phải chọn JSON nha. Kiểu này bạn đang dùng kiểu text này. Chỗ này của em đang thừa dấu cách ở cuối cùng ấy. Cái chỗ cái nhờ cái này có chỗ sửa không ta? Đấy. Cái chỗ dưới này này. Mình đang thừa dấu cách ạ. Của Tuyên chạy được chưa Tuyên? Rồi, ok.
Rồi, nãy có một bạn hỏi của Tuyên, cô xem giúp em với ạ. Tuyên đang bị làm sao nhỉ Tuyên nhỉ? Năng nó bị nối phào. Cô xem, để em xem màn hình cô nhé. Ừ, ok. Okay. Đội của em ấy đang thừa cái dấu cách ở sau chữ booking, cái pad của em ấy. Của em thử em xóa cái dấu cách đi, kìa có cái mũi tên mà nó quay ngược lại ấy, là nó đang thể hiện là em thừa dấu cách ấy. Rồi nữa đi, hai chấm ở bên đầu nữa. Nữa em thấy là có một khoảng rất là rộng phía sau không? Nhưng mà không không sửa được cô ạ. Như nào nhỉ? Cũng chờ delete đi là được. Đúng rồi, em delete đi là được. Không. Rồi em nhìn thấy là cái khoảng cách cái dòng của em, cái dòng màu xanh của em ấy, nó border màu xanh của em ấy nó rất là rộng đúng không? Là bởi vì ở bên dưới sau chữ booking của em ấy có rất là nhiều dấu cách. Đó, đó em xóa đi, đúng rồi. Rồi. Ok chưa? Ok, em cảm ơn cô. Ok. Rồi cái accept này sao sao này nghĩa là nó chấp nhận mọi cái định dạng dữ liệu nha. Thế nên là nó bao gồm cả cái content, cái application JSON ấy, thế nên là có thể maybe các bạn có thể không cần cái thêm cái này cũng được. Từ đã để cô xem nào. Ở đây nếu như người ta định nghĩa là đấy, nếu mà nó chỉ chấp nhận cái định dạng này thì các bạn phải bắt buộc phải dùng cái này và bỏ uncheck cái này đi nha. Ok, sorry mọi người. Đó, thì mặc định là cái accept này sao gạch ngang sao này nghĩa là nó sẽ chấp nhận mọi cái định dạng dữ liệu. Tuy nhiên là cái của mình ấy là mình expect người ta mô tả là cái này nó chỉ accept by default là cái application JSON. Thì các bạn để cái này nha, nó là đúng như cái mô tả nha. Rồi. Ok, còn bạn nào cần phải support cái này không? Còn khi sau này các bạn ở dưới này, khi các bạn update một cái booking thì bạn sẽ thấy là ở đây ngoài cái content type, ngoài cái accept thì nó sẽ có cái cookie và cả cả cái auth. Nó là authent nên sao lại ở đây nó lại đặt. Ok, cái mình không thắc mắc về cái này nha, nếu mà tài liệu nó viết như nào thì mình sẽ rồi đợi cô một chút. Cô đang nói dở cái này thì cái cookie này sẽ có cái token nó sẽ như này, và cái authorization này thì nó sẽ có cái định dạng nó có tiền tố là basic và tiếp theo là cái token, và cái token này mình sẽ lấy ở cái API login cả, mình sẽ bỏ vào đây nha. Và thông thường thì những cái mà liên quan này thì người ta sẽ đặt là cái authentication, nhưng mà tuy nhiên là chúng ta không thắc mắc nữa nha, bởi vì cái tài liệu này người ta định nghĩa như thế thì mình cứ follow theo như thế nha. Nó sẽ buổi sau cô sẽ giải thích cho mọi người một cái định nghĩa về authentication và authorization, thì hai cái này là hai cái khác nhau, thì maybe các bạn đi phỏng vấn các bạn sẽ bị hỏi rất nhiều thì cô sẽ giải thích sau nha. Nhưng mà cái tài liệu này nó đang viết là như thế thì mình cứ để như thế đi. Thực ra thì cô nhớ không nhầm là cái hồi ngày xưa rất là lâu đời rồi, cái lúc mà cô mới mới đi làm ấy thì người ta cũng vẫn dùng cái này này, mãi sau thì người ta mới mới chia thành cái authorization với cả authentication thì phải. Mình không nói đây là truyền, mà một cái authorization thì nó sẽ tính theo role, nó chia theo role, còn cái authentication ấy thì là authorization ấy là nó phân biệt role, nó liên quan đến permission.
Còn authentication ấy thì nó liên quan đến permission về việc login hay là không login. Và cái API này này nó là liên quan đến cái login hay không login. Thế nên đáng lẽ nó phải là authentication chứ không phải authorization. Nha. Và cái cơ chế của nó, cơ chế cái này là basic chứ không phải bearer. Nha. Rồi, thì về cơ bản là chúng ta cứ tạo cái ba cái API này. Rồi buổi sau chúng ta sẽ học tiếp về cái liên quan đến login và cái update. Khi đấy thì mình sẽ dùng đến cái authorization. Và buổi sau mình sẽ thực hành một chút về test sử dụng automation trong với cái API. Thì thay vì chúng ta quan sát bằng mắt cái 200 OK thì chúng ta sẽ có những cái chúng ta có thể viết cái spec của các bạn ở cái phần này, thì nó sẽ tự động check cho các bạn xem là nó pass hay là fail. Thì cái này sẽ mai cô sẽ hướng dẫn các bạn vào buổi thứ hai nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi viết test case một chút cho cái API tạo mới cái booking này nha. Nãy có bạn hỏi gì ta? Có bạn hỏi là trong cái body check in check out. Rồi thì ok các bạn, cái đấy cũng là một cái câu hỏi mà các bạn phải hỏi với các bạn BA nha. Ở đây em không thể mô tả nhưng mà ở đây thì các bạn BA các bạn có thể nói là tớ đã cho cậu cái format ở đây thì cậu cứ theo cái format này đi cũng được. Còn trong trường hợp nếu mà BA không có hoặc là dev họ không có cái định dạng cho mình thì các bạn phải question lại nha. Thì nó sẽ có hai trường hợp, một là trường hợp là họ sẽ trả ra như thế này, rồi khi hiển thị lên UI thì các bạn là front end các bạn sẽ convert từ kiểu này sang cái kiểu mà người ta mong muốn. Chẳng hạn là cái ngày tháng năm chẳng hạn. Thế còn học là thứ hai nữa là API các bạn muốn là nó phải convert rồi khi trả về thì các bạn phải yêu cầu trong cái tài liệu này nó mô tả, thì mình làm theo cái tài liệu thôi nha. Thế thì trong trường hợp này em log bug nha. Hằng đã phát hiện được cái bug của cái API này, họ không validation trong cái trường hợp mà cái ngày check in lại lớn hơn cả ngày check out, đúng không? Thì cái case này mình sẽ log bug. Mình mở cái phần test case ra, mình viết test case một chút nha. Thế là bạn đã phát hiện ra được cái bug đầu tiên của cái list API này rồi ạ. Mọi người mở cái test case của mọi người ra để mình cùng phân tích cái và mình sẽ viết test case cho API dựa vào cái requirement nha. Ok các bạn. Rồi,
mọi người mở được chưa? Thì cái API của mình ấy, như nào nhỉ? Cô nghĩ là để the best ấy, thì các bạn nên viết cái test case cùng cô nha. Chứ cô sẽ không, nếu mà cô chỉ viết thì các bạn sẽ làm sao nhỉ? Sẽ giống như kiểu cưỡi ngựa xem hoa ấy. Thì sau này các bạn start cái việc viết test case cho API nó sẽ hơi khó, nên là mình cùng nhau viết, đấy là tốt nhất nha. Thì mình sẽ có cái, mình sẽ chia cái category cho từng cái phần mình viết. Tại sao mình lại phải chia category? Là bởi vì giống như nó sẽ có một số lý do, giống như là khi các bạn đi làm, các bạn viết test case thì cái test case của bạn, các bạn viết cho rất là nhiều những cái API khác nhau, hoặc là một cái API hay là một cái màn hình của các bạn sẽ có rất là nhiều, chẳng hạn như 100, 200 test case đi chẳng hạn, đúng không? Đó, thì khi mà các bạn muốn thêm hay là muốn, khi các bạn viết thì không sao, nhưng mà khi các bạn muốn sửa, các bạn muốn xóa hay là các bạn thêm, thì các bạn sẽ gặp cái tình trạng là à, không biết là cái test case đấy nó từ bao nhiêu đến bao nhiêu nhỉ? Mình test, à, mình sẽ sửa từ đâu đến đâu? Vậy thì khi mà mình viết test case ấy, thì mình nên category nó lại. Và cái lý do thứ hai nữa là mình, khi mình để cái category nó, thì khi mà các bạn muốn chỉ test cho một cái phần nào đấy, ví dụ các bạn muốn test cho main flow thì các bạn chỉ đúng đến cái test case đấy, các bạn nhìn vào các bạn test, thì các bạn sẽ không phải đọc xem là mình phải test từ đâu đến đâu, liệu có thiếu cái gì hay không, đúng không? Và thứ hai nữa là cái test case của bạn nó sẽ liền mạch, nó không bị rời rạc. À, chỗ thì nói về cái này, chỗ thì nói về cái kia. Thì khi mà các bạn chỉ cần test một vài cái case thôi thì rất là khó mất thời gian cho các bạn. Thế nên là mình để cái category. Và thứ ba nữa là cái khi mà dự án của các bạn, trong trường hợp là chúng ta bị giới hạn về thời gian execute test, chẳng hạn như là chúng ta dev họ deliver muộn, đúng không? Chúng ta có 5 ngày để test nhưng mà chúng ta chỉ có 3 ngày thôi, thì lúc đấy bắt buộc chúng ta phải lựa chọn những cái nào nó có priority cao hơn, đúng không? Vậy thì để chúng ta test, chúng ta có priority cao hơn, thì thứ nhất là chúng ta có cái cột priority rồi, đúng không? Và thứ hai nữa là chúng ta dựa vào cái category này, chúng ta xác định nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, đúng không? Bởi vì thời gian chúng ta sẽ gấp, đúng không? Và một cái nữa là khi mình category và mình sẽ để những cái main function mình viết lên đầu, thì những cái test case quan trọng hơn mình sẽ test trước, và nếu mà có lỡ có bug xảy ra đi thì những cái bug đấy nó sẽ phát hiện trước và sẽ được fix trước, đúng không? Tránh cái trường hợp là à, mình test những cái case minor trước, những cái case ít quan trọng nhất trước đó, thì xong rồi dev họ xong rồi có bug, dev họ fix 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 cả đấy đi, rất là mất thời gian, đúng không? Mãi đến rồi cuối 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 cùng, thời điểm cuối cùng rồi, nó gần xong rồi, mình mới test đến cái main function mà mình phát hiện ra những cái bug critical, đúng không? Đó, thì lúc đấy thì nó sẽ rất là rủi ro cho chính bản thân chúng ta và trong dự án chúng ta. Nên là khi mình viết test case thì mình, cái cách tổ chức test case thì nó cũng sắp, nếu mà cách tổ chức tốt thì nó sẽ support và tiết kiệm thời gian cho các bạn rất là nhiều. Đó, thì đối với API hay là cái gì nhỉ, cái front-end test case theo feature ấy, thì mình sẽ chia là cái main function lên đầu nha. Còn bạn nào viết thành main flow hay là main gì cũng được, nghĩa là mình hiểu với nhau là những cái test case chính lên đầu. Thì ở lớp của cô sẽ có nhiều bạn hồi trước đi làm, thế là cũng viết main function xong rồi viết validation, thì bị đi làm thì bị test test lead, bắt phải đổi thành không phải là viết main function mà viết main flow hay gì đấy. Thì các bạn ấy nhất định không đổi, cô cũng có lời khuyên là cái nơi mình làm là nơi đúng nhất. Thế nên là nếu mà test lead của mình bảo đổi thì mình cứ đổi đi, miễn nó không sai là được, nó chỉ là cái cách gọi khác nhau thôi, còn cái mục đích nó giống nhau thì cứ đổi đi. Đó, thì cái case, cái test case đầu tiên thì mình sẽ quan trọng nhất thì mình sẽ để lên main function. Thì những cái case nào nó liên là những cái case quan trọng nhất đối với một tính năng, đúng không? Thì ví dụ như là những case, ví dụ như là booking này đi, thì cái case quan trọng nhất của các bạn là gì? Tôi tạo với dữ liệu hợp lệ thì nó phải thành công. Case login là cái tính năng quan trọng nhất là gì? Tôi login với username password hợp lệ thì phải đăng nhập thành công. Thì nó là những cái case quan trọng nhất thì mình sẽ cho lên đầu. Còn những case liên quan đến validation, check dữ liệu đúng, check dữ liệu sai, hay check error message, check kiểu dữ liệu các thứ, thì nó là những case validation thì mình sẽ để xuống cái dưới này nha. Đó,
trong cái main function của mình có một phần nữa đấy là respond. Mọi người mở cái file test case ra, mọi người viết giúp cô nha. Rồi đối với cả cái API ấy, thì cái UI, khi các bạn viết test case cho UI, cái test step ấy nó rất là quan trọng, bởi vì các bạn sẽ phải đi từ màn hình A đến màn hình B, tôi nhập x y z gì đấy thì mới đến màn hình C chẳng hạn như thế, thì cái step nó rất là phức tạp và quan trọng, và thậm chí cả pre-condition nữa. Nhưng mà đối với API ấy, thì chúng ta chỉ có mỗi cái màn hình này thôi, chỉ có mỗi cái API thôi và những cái data này thôi, thì cái đối với API thì cái data nó quan trọng hơn. Thì cái phần đối với API thì mình để cái dữ liệu chủ yếu là ở cái phần test data này nha. Ví dụ body các bạn để cái gì, rồi cái header các bạn để cái gì thì các bạn để hết vào đây cho cô. Đó. Thì để cái người ta execute, người ta sẽ biết là người ta sẽ phải dùng cái dữ liệu gì. Đúng không? Còn cái expected result thì này nó cũng sẽ như nhau. Đó. Thì cái test case đầu tiên của cô ấy là sẽ sending request. Đợi cô chút, cô mở cái phần tạo mới này. Ở đây nó sẽ có cái dữ liệu require và dữ liệu không require, đúng không? Ví dụ như là cái body các bạn sẽ có first name require này, last name require và có cái optional field, đúng không? Đó, thì mình sẽ có những cái test case là tôi tạo thành công một cái booking với tất cả cái dữ liệu require, đúng không? Và tôi tạo thành công với cái dữ liệu cả optional và cả require, đúng không? Để mình make sure là cái với cái body này thì mình cũng có thể tạo dữ liệu, và cái body mà có optional field thì mình cũng phải có thể tạo dữ liệu. Thì cô sẽ có test case đầu tiên nha. Sending request with all optional field and require field. Mọi người ơi, mình viết test case bằng tiếng Anh có vấn đề gì không mọi người nhỉ? Ok. Tôi sẽ tạo mới một cái dữ liệu, tôi sẽ tạo mới một cái booking với tất cả cái dữ liệu hợp lệ, require và optional. Và test case thứ hai của tôi là tôi sẽ tạo với cái dữ liệu require thôi. Đó. Đúng không? Nó cũng tương tự như là khi mà chúng ta làm với UI. Rồi song ngữ nữa à? Song ngữ thì chắc là nhờ bạn nào dịch giúp cô nha, bởi vì mình cũng bị limit thời gian á. Đấy. Thì mình sẽ gửi, cô sẽ gửi cái test case này, xong rồi các bạn sẽ chịu khó Google nha. Với cả thứ hai nữa là cô đã giải thích cái ý tưởng của mình đây rồi, đúng không? Xong cô dịch nó sang bằng cái ngôn ngữ test case rồi, thì cô nghĩ là chắc các bạn cũng sẽ hiểu được thôi, đúng không? Đó. Rồi cái expected result của cô trong trường hợp này là cái gì? Cô expect là status code là 200 ok, đúng không? Và cái mong muốn của cô là is return valid data. Rồi. Và cái thứ hai của cô cũng sẽ mong muốn như cái thứ nhất. Rồi. Và cái test data ở đây nó là bao gồm cái gì? Thì các bạn sẽ có HTTP methods, đúng không? Của các bạn sẽ là cái thẻ post. Thứ hai nữa, path của các bạn là gì? Bạn điền ở đây. Cái thứ ba nữa là cái đấy, cái body của các bạn là gì? Chẳng hạn các bạn dùng cái này. Đây là cả require nha, request body là cái này. Và những cái trường hợp này là các bạn chỉ có require thôi. Thì cái request body của các bạn ấy, các bạn bỏ cái additional này đi. Đó. Thì cả hai trường hợp tôi đều mong muốn dữ liệu của tôi phải thành công, đúng không?
Rồi. À thì khi mà các bạn tạo mới một cái booking thành công thì nghĩa là nó phải hiển thị trên cái nghĩa là nó được thêm vào database. Thì ví dụ như này. Ví dụ như là lớp của các bạn ấy có một bạn trong danh sách lớp của các bạn là có 40 bạn đúng không? Thì có một bạn mới được chuyển vào thì người ta sẽ thêm vào. Thì nghĩa là thầy giáo của bạn sẽ phải nhận được một cái danh sách lớp là có 41 bạn. Đúng không? Mình vừa mới thêm vào một mà. Đúng không? Thì danh sách lớp phải có 41 bạn. Thì cái danh sách đấy thì chính là cái màn hình list của ta hay là cái API list của chúng ta ấy. Mọi người out thì mọi người cứ trực tiếp out nha, không không cần phải nhắn tin nữa đâu. Rồi. Giống như cái danh sách list của chúng ta cũng thế, thì khi mà chúng ta thêm vào thì cái danh sách list của chúng ta sẽ được thêm một bạn vào, đúng không? Thì nếu mà chúng ta sửa thì cái thông tin đấy cũng sẽ phải update, đúng không? Cái danh sách lớp của các bạn, thông tin của bạn đấy cũng sẽ được update, đổi tên, đổi họ gì đấy. Hoặc là một bạn bạn đi du học, đúng không? Thì bạn xóa khỏi danh sách lớp, thì cái danh sách lớp của các bạn lúc này sẽ bị giảm đi, đúng không? Thì tương tự như thế đối với một cái API thêm sửa xóa của các bạn. Khi bạn thêm vào thì nghĩa là trong cái danh sách đấy của các bạn sẽ có một bảng ghi được thêm vào. Và cái bảng ghi đấy được thêm vào thì bạn sẽ phải nhìn thấy ở trong cái get all booking nha, hoặc là trong cái get all booking này các bạn sẽ lấy được dữ liệu của cái thằng đấy, đúng không? Chẳng hạn như này. Not found. Tại sao không tìm thấy ta? Đợi một chút nhé. Đây bên này, đây cô đã tìm thấy này, của các bạn Đỗ Anh cô vừa mới thêm vào đúng không? Đây, có cái ID là 1513. Đó, thì đây là thông tin của bạn Đỗ Anh, đúng không? Cô phải tìm thấy nó ở đây. Và thứ hai nữa là ở cái get all booking này, cô phải tìm thấy cái ID của bạn ấy được thêm vào, đúng không? Trong danh sách lớp đây, ví dụ giả vờ đây là danh sách lớp đi. Thì cái ID đấy được phải hiển thị đây. Thì nó là một cái gọi là cái gì nhỉ? Nó là cái hệ quả nha, mình gọi là hệ quả không phải là tích cực đâu nha. Thì nó là một cái hệ quả của cái hoạt động đúng của chúng ta, thì chúng ta sẽ cho luôn một cái main function này nha. Nó giống như kiểu một cái integration test case của các bạn ấy. Thì cô sẽ có verify start new booking. Is list on the cái này tên là gì đây? Get on booking à? Get on booking. E-return đi. Return đi. API. Đúng không? Và cái thứ hai nữa là cô sẽ có cái get detail. Đó. Nghĩa là sau khi cô tạo mới thì cô mong muốn là cô sẽ phải thấy nó trong danh sách, và cô cũng phải thấy nó ở trong cái booking detail này. Đó thì nó là cái integration, cái test case. Thì cái test data này các bạn tự thêm nha. Đó, thì các bạn sẽ dùng cái HTTP method lúc này là get này. Xong rồi cái này này. Xong rồi cái đó, thì các bạn điền cái thông tin detail của cái API get của các bạn nha. Rồi. Đầu tiên này, về cái response của các bạn ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây cái sau cái great booking của các bạn ấy, thì các bạn phải check xem là cái format của nó có giống với cả cái format ở cái thằng này không, nghĩa là đây là cái object của nó đã phân chia như này thì nó có đúng hay không, rồi nó có các cái item như thế này, các cái đây cái key này, các key này nó phải có đúng không, thì mình sẽ cho vào một cái case là verify cái response format. Đó, thì expect của mình là response format nó phải trả ra đúng như thế này, đúng không? Đó, ngoài ra response của các bạn nó sẽ có cái gì nữa, các bạn phải verify nữa, thì các bạn lại phải quay lại đọc cái detail, cái requirement của người ta.
Đó. Mình kiểm tra là cái first name, last name là nó phải là cái kiểu string. Kiểu string thì các bạn sẽ thấy là nó nằm trong cái hai cái ngoặc này. Còn cái kiểu number này thì nó sẽ là nằm trong cái kiểu, nó sẽ không có ngoặc mà nó sẽ là như này. Và cái deposit page thì các bạn sẽ phải check cái status, à cái kiểu của nó phải là true hoặc là false, chứ không thể là string được. Thì các bạn phải verify rồi là cái check in, check out format thì các bạn cũng sẽ phải check nha. Đó. Thì mình sẽ đi đến từng item một. Verify that's the first name is correct format. And as same. As the request. Nghĩa là cái gì? Nghĩa là tôi mong muốn là cái first name của tôi trả ra này nó đúng kiểu là thứ nhất, và thứ hai nó phải giống cái thằng này nha. Nó trả ra đúng vào cái thông tin thằng này mình tạo. Và tương tự như thế thì với thằng last name. Đó, thì cái first name của các bạn thì các bạn là first name được. First name type is string được. First name is the same as request name on request body nha. Đó, tương tự như thế với last name. Rồi tiếp theo là chúng ta đến cái total price, thì chúng ta cũng sẽ check là cái kiểu của nó giống như cái kiểu của cái thằng đây, cái total price nó phải là kiểu number. Đó. Và thứ hai nữa là nó giống với cả cái giá trị mà các bạn đã truyền vào 222 đây đúng không? Tôi cũng mong muốn là cái giá trị ở return cũng là 222. Đúng không? Đó, cô sẽ sửa cái này thành total price và cái tiếp theo là cái deposit page. Đó, tương tự như thế với cái ngày check in và check out cũng thế nha mọi người nha. Rồi, tiếp theo đấy là cái thằng additional miss. Thì mình sẽ check từng cái element ở trong cái response nó trả về. Đấy, mình check từng cái element trong cái response nó trả về nó đúng với cả cái kiểu dữ liệu mà người ta mô tả hay không nha. Thì nếu mà nó ít, cái response nó ít thì nó sẽ không sao, nhưng mà nó nhiều như này thì mình phải check kỹ, bởi vì rất dễ là nó sẽ có nhầm. Bởi vì khi mà làm với cái dữ liệu, với khối lượng data nhiều ấy, thì dev họ cũng sẽ có thể nhầm, mình cũng thể nhầm đúng không? Không không thể tránh khỏi được. Thế nên là mình sẽ phải check để make sure là nó đúng nha. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái validation. Validation cho cái này nghĩa là sao? Cái validation cho cái thằng này này thì nghĩa là cái body của mình này đúng không? Validation thì nó giống như khi mà chúng ta làm cái UI ấy, chúng ta thấy là ở đây người ta bảo là first name của chúng ta nó phải là, đợi cô chút, name của chúng ta nó phải require đúng không? Thì chúng ta sẽ check khi mà cái first name của chúng ta bỏ trống là một này, chúng ta thiếu luôn cả cái này là hai này,
thì nó sẽ không tạo thành công và return error message đúng không? Đó, thì trong cái trường hợp này hôm trước chúng mình học rồi, trong cái trường hợp này cô nghĩ là nó sẽ không một cái quy chuẩn nào Dung ạ. Tùy em thôi, nếu mà em làm một cái test case to thì em make sure là em cover được nó đúng không, hoặc là khi mà nó bị fail cái một cái case nhỏ nào thì nó không bị dính díu đến những cái case khác đúng không. Thì khi mà em để cái test case to quá thì em sẽ fail một cái nhỏ nhỏ thôi, em người ta sẽ nhìn là à cả một cái response nó bị fail. Còn nếu mà em chia nhỏ ra thì người ta sẽ biết là à nó đang fail ở first name hay fail ở last name, thì tùy cái cách mà em tổ chức thôi, sẽ không có cái gì gọi là đúng hay là sai cả, miễn sao là em làm nó hiệu quả được. Rồi hôm trước mình học rồi, nếu mà cái trường hợp mà request của mình gửi đi mà bị sai thì trong trường hợp này nó sẽ trả ra đầu mấy nha mọi người nhỉ? Đúng rồi, nó sẽ trả ra 400 nha. Mà đây nó đang trả ra 500 đúng không? Thì trường hợp này các bạn lúc bấc nha. Đó. Rồi. Ở đây cái thằng này, cái tài liệu này nó đang thiếu cái expected result các bạn, tiêu chí nghiệm thu các bạn ấy, criterial output của các bạn ấy. Thế nên là các bạn, đây là mình thực hành với nhau thì mình làm như thế thôi, còn thực tế là các bạn phải yêu cầu bổ sung nha. Mình không làm được cái này, không làm mấy nữa là cãi nhau đó, cãi nhau với dev ạ. Rồi cái validation này thì cô sẽ chia thành từng trường nha, các bạn có bao nhiêu trường thì các bạn chia từng trường cho cô, first name này, last name này chẳng hạn như thế. Ví dụ như first name của cô sẽ sending request with empty blank space, first name đúng không? Và trong trường hợp này chúng ta giả vờ đi là trong cái require này nó có được update là status code của chúng ta là status code là 404 nha, 400 nha. Add request và issue error message missing hoặc là first name cannot be empty. Đó, thì các bạn đã thấy là giống với cả việc các bạn test UI chưa? Cũng giống đúng không? Vì bản chất là tất cả những cái mà khi mà chúng ta làm UI, chúng ta validation ấy, thì cái dữ liệu chúng ta truyền vào ấy, thì nó chính là những cái dữ liệu này. Thì khi mà làm việc với cái body này, cái UI các bạn validation như thế nào, thì trên cái body của cái API chúng ta validation tương tự như thế nha. Và ngoài ra thì nó sẽ khác một chút là cái thằng này nó sẽ có cái empty ở đây này, và nó còn có cả cái này nữa. Đó thì chúng ta sẽ phải thêm test một cái case này nữa là missing cả cái cục này. Bảng mã lỗi và lỗi trả về thì nó thường là nó quy chuẩn, và thông thường cái thằng một là anh tech lead anh ấy sẽ đi file ra, hai là và cùng cả với chị BA nữa nha. Chứ thường thì là dev hay QA chúng ta sẽ không define là cái này, còn nếu mà dev họ cứng cứng một tí thì họ sẽ có cái kinh nghiệm rồi họ sẽ define, bởi vì hôm trước đấy, mình cũng học với nhau rồi đúng không, cái define cái quy chuẩn này nó là cái quy chuẩn để mọi người đều cùng dựa vào để mọi người làm việc. Và lý do tại sao mình có cái này thì mình cũng đã nói chuyện với nhau ở trước rồi đúng không? Rồi rồi cái case thứ hai là cô có sending request này, thì cái tài liệu này nha, cô nhắc lại là thường là sẽ do những anh senior hay là những cái anh lead anh sẽ define cái output, hoặc là các chị BA sẽ làm nha, như ở công ty cô là sẽ có BA họ sẽ quản lý cái này, với cả anh tech champion anh sẽ define ra những cái này. Đó. Và tech champion bên bên chỗ cô là đâu đấy khoảng độ chục năm kinh nghiệm, chứ cũng không phải là 5 năm kinh nghiệm đâu, hay là senior bên cô cũng phải chục năm kinh nghiệm trở lên thì mới làm senior. Rồi cô có sending request with
Missing first name chi em và Linh nhá. Đó nghĩa là cái case thứ hai cô gửi một cái request và thiếu luôn cả cái cục này này. Tương tự như thế với cả cái thằng last name nha. Được. Tiếp theo là cái thằng total price. Thì cái thằng total price này nó là cái kiểu nó là cái kiểu gì nhỉ? Nó là require là một này, thì nó sẽ có tương tự như hai cái thằng này, nó sẽ check một cái trống và một cái missing. Và ngoài ra thì các bạn check total price của bạn, đây nó kiểu number, thì nghĩa là các bạn sẽ phải, đây là nó đang điền vào là số kiểu integer, thì các bạn number nghĩa là nó bao gồm cả cái kiểu phẩy này, thì bạn check thêm một cái trường hợp là nó bạn điền nữa. Ủa cái này nó làm tròn à, bạn điền vào ở đây nó đang cho điền nhưng mà nó sẽ làm tròn nha, thì các bạn check lại cái ở đây thì chúng ta không có requirement và maybe các bạn có thể lockbox trong trường hợp này. Chữ số thì nó là một cái kiểu string, nó bao gồm cả số rồi á, string và bao gồm cả ký tự đặc biệt á. Tuy nhiên là đây này, nó không nói rõ là cái, nó không limit cái trường hợp là nó có cho nhập ký tự đặc biệt hay không. Thì các bạn dựa vào trong cái trong trường hợp này, một là các bạn dựa vào requirement ở UI, các bạn thấy là các bạn trao đổi lại với BA là tớ thấy là cái trường hợp này này, các bạn viết không limit cái trường hợp là không 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 giới hạn cho cái trường hợp là không cho nhập cái ký tự đặc biệt thì tôi thấy không hợp lý, đúng không? Cái trường hợp này xảy ra rất là nhiều khi mà các bạn đi làm thực tế, BA họ cũng là con người bình thường, họ sẽ không phân tích kỹ được để mức như thế, đúng không? Thế nên là trong trường hợp chúng ta thấy có vấn đề chúng ta sẽ đề xuất lên, chúng ta trao đổi lại nha. Rồi. Và trong cái trường hợp này nếu mà các bạn muốn thêm sending request này. Sending request with symbol character first name. Đó, thì trong trường hợp này nếu các bạn muốn thêm nha, các bạn đánh dấu ở đây cho cô là các bạn need to be confirmed with BA this case. Mình không có cái, tất cả những cái test case của mình hay là tất cả những cái bug của mình sẽ không dựa vào những cái assumption nha. Chúng ta không mặc định, chúng ta không giả định cái gì cả, mà chúng ta luôn luôn phải có requirement một cách clear nha. Nếu mà ở đây requirement không có clear thì chúng ta phải đi confirm với một người nào đó có thẩm quyền, ví dụ như là Tech lead, hoặc là với ví dụ như là BA, những người mà người ta make decision được nha. Chúng ta không làm việc trên dựa trên cái gọi là giả định hay là tôi thấy các nơi làm như thế, tôi thấy đa số các chỗ làm như thế, đúng không? Nhưng mà vấn đề là biết đâu nó là một cái requirement mà bên này dự án này nó áp dụng như thế, đúng không? Thì chúng ta sẽ phải confirm lại nha. Các bạn biết ở đây need to be IBA hoặc là tech lead của các bạn hoặc là BM của các bạn nha. Chúng ta không những cái mà không có trong requirement thì chúng ta sẽ không lockbox, và trong trường hợp này thì chúng ta rất dễ cãi nhau với dev. Dev họ sẽ bảo là tôi có thấy ở đây yêu cầu là không cho nhập ký tự đặc biệt đâu, tôi có thấy gì đâu, đúng không? Các bạn bảo liên quan đến security, liên quan đến injection gì đấy, XSS gì đấy hay CSS gì, injection gì đấy, nhưng mà tôi có thấy yêu cầu gì đâu, nó out of scope của tôi, đúng không? Thì trong đấy thì chúng ta sẽ rất là phức tạp khi mà chúng ta làm việc với dev. Thế nên là nếu mà chúng ta muốn hoặc chúng ta nhận thấy có vấn đề gì đấy, chúng ta confirm và chúng ta meeting, đúng không? Chúng ta raise lên. Rồi
Tiếp theo chúng ta đến cái total price nha. Thì cái total price của chúng ta ấy, thì đây các bạn sẽ thấy này, đây là maybe nó là một cái dạng bậc, nó cho phép nhập cái kiểu number. Cô xem là respond, respond nó cũng là kiểu number, nghĩa là nó chấp nhận dấu sau dấu phẩy ấy, nhưng mà đây nó đang làm tròn round, làm tròn lên kiểu integer, làm tròn lên ấy. Thì case này nó maybe nó là một cái bug, các bạn phải lock nha. Đó, thì nó lock ở đâu? Cái case này các bạn lock ở trên đây này, check nó kiểu number này. Đó, thì chúng ta không tách nó ra thì maybe chúng ta sẽ bị miss mất. Rồi total price này cô sẽ có hai cái case này, bỏ trống đúng không? Và missing luôn cả cái trường đấy. Đó, tiếp theo là sending request này. With nó là kiểu gì? Integer và kiểu dấu phẩy, nó gọi là cái kiểu gì nhỉ? Nó là kiểu number, nó là gì nhỉ? Tự dưng lại quên mất. Đúng rồi, decimal. With a decimal number. Rồi sending request. With character. Thì cái trường hợp này này, cái trường hợp là chúng ta gửi dữ liệu với cả decimal number thì nó sẽ phải trả ra status là 200 ok đúng không? Và respond return decimal number đúng không? Và còn cái thằng mà gửi ra ký tự không đúng kiểu number này thì nó sẽ phải trả ra error message đúng không? Không đúng kiểu đúng không? Status này nó là 400 đúng không mọi người? It shows error message. À, là cái total price must be number nha, nó không thể là kiểu chữ hay là kiểu ký tự đặc biệt. Đó, thì trong trường hợp này nó sẽ trả ra 400 ok. Và các bạn thấy là ở đây cái trường hợp này 200 ok ấy, thì nó là cái case success. Thế nên là các bạn sẽ phải chuyển lên cái phần này nha. Hoặc là bạn chuyển dưới phần respond, các bạn check respond cho nó là được. Rồi, ok, thì xong cái thằng total price. Rồi cái thằng cô sẽ là request body này, deposit page này. À thì cái thằng deposit page này nó là kiểu boolean. Boolean nghĩa là cái giá trị của các bạn nhập vào nó là một là true hai là false nha. Đó, một trong hai giá trị và ngoài hai giá trị này thì nó đều trả ra error message cả đúng không? Thì mình sẽ có hai, nó là require thì mình sẽ có hai cái case tương tự như cái thằng trên này. Sending request. Total number key value. Cô bỏ đi để là đỡ phải nhập lại nhiều lần. Rồi và nó sẽ trả ra error message đúng không? À, trong trường hợp này nó status code này sẽ là 400 ok và nó sẽ trả ra it shows error message. Thì cái này cannot be empty gì gì đấy thì các bạn điền vào đây nha, bạn viết sẽ điền vào đây. Rồi tiếp theo là nó là kiểu deposit page thì các bạn nhập với trường hợp ở trên, ví dụ các bạn nhập là true
Ở dưới thì các bạn sẽ nhập với deposit space là false đúng không? Deposit space is false. Đó, thì các bạn sẽ trả ra 200 ok, tôi cũng muốn trả ra 200 ok đúng không? False as result. Đó. Và case tiếp theo là mình gửi đi với một request, cái này nó đang kiểu boolean đúng không? Mình để nó là một cái kiểu dữ liệu, nó là cái gì đấy không hợp lệ. Ví dụ như cô để cái này 456 này, nó không phải là true hoặc false, thì chắc chắn mình expect trong trường hợp này. Đó, thì case này nó pass này, nó sẽ trả ra bad request là đúng rồi, nhưng mà cái message đây thì không chấp nhận được đúng không? Thì trong trường hợp này status ok, nhưng mà cái error message các bạn cũng sẽ phải lookup nha. Đó. Sending request with not colon type in cái deposit page này. Thì mình sẽ trả ra 400 này. Và cái error message sẽ là deposit base must be true or false nha. Rồi, và cái 200 ok này thì các bạn cũng đưa lên trên nhé. Rồi, cái check in, check out của chúng ta cũng thế. Chúng ta sẽ check hai cái trường hợp là nó đúng định dạng. Và cái ngoài ra thì cái ngày của nó, cái check in này đó, thì mình sẽ có hai cái case, một case là thiếu và một thiếu dữ liệu đúng không, chúng ta để trống, và một case chúng ta xóa luôn cả cái value đấy. Và tiếp theo cái case nữa là chúng ta gửi đi với cả dữ liệu nó không đúng định dạng. Thì đây, cái đúng định dạng là như nào thì là như này. Cái gì, cái body mẫu thì nó là cái dữ liệu mà người ta đưa rồi, mình coi đấy là cái dữ liệu đúng định dạng đúng không. Mình có sending request with incorrect date check in format. Incorrect format, date format đi. Date time format. Đó. Thì các bạn cũng sẽ trả ra 400 o sorry 400 ok, 400 bad request. Trời. Sai một đống trên này không ai phát hiện ra. Rồi, cái thằng này cũng là 400 bad request nha. Date time incorrect format này, date time date time format must be year này. Xong rồi đó month month và date date này. Không, 400 là bad request, 200 mới ok. 400 đầu 4 là bị lỗi, thì nó không ok, nó bảo là cái request của mày bị tệ quá đấy. Còn 200 thì mới ok. Rồi, và một cái case nữa là chúng ta sending cái ngày check in này. With check in date is later than with than than check out. Đó.
nó cũng sẽ trả ra 400 bad request và cái error message là cannot be, đúng không? Check in cannot be greater than check out date, đúng không? Rồi thì cái check in check out thì nó cũng tương tự như thế này nhá. Không đúng định dạng nữa. Rồi, ok. Và ngoài ra thì các bạn sẽ test xem cái trường hợp là các bạn thiếu content type và thiếu cái accept này thì nó sẽ thì nó sẽ trả ra cái error message như thế nào. Thì nó sẽ trả ra 400 bad request đó, missing cái content type thì cô sẽ bỏ cái header vào đây nhé. Cái header ở đây các bạn có cái content type này. Đó, thì các bạn sẽ viết case cho content type và test case cho cái accept này. Thì các bạn sẽ bổ sung cái test case trong trường hợp thiếu thì nào, hoặc là có nhưng mà các bạn thiếu cái value nghĩa là như nào. Nghĩa là các bạn có cái check ở đây nhưng bên này các bạn thiếu cái value cho nó này. Chẳng hạn như thế thì nó sẽ phải trả ra error message cho các bạn. Check in, check out so với ngày hiện tại. Thực ra cái check in, check out mà cái ngày trước với những ngày sau thì quá rõ ràng rồi, check in với check out. Thì cô cũng đang, cô xem nào, để cô nghĩ xem là bình thường nếu mà các bạn, cô nghĩ là chắc là người ta sẽ vẫn cho phép đặt phòng trước 2 tiếng, đúng không? Thì chẳng hạn như ở đây nếu mà nó có, ở đây không biết là có compare cái thời gian hay không, thì cái này mình làm kỹ hơn với cả BA nha. Nếu mà các em thấy là nếu mà mình thêm cái test case vào đây đó, thì các bạn compare với cả ngày hiện tại và giờ nữa, bởi vì mình vẫn có thể check, mình vẫn là đặt phòng trước 4 tiếng hay 2 tiếng gì đấy cơ mà, đúng không? Thì vẫn có thể trùng với cái ngày hiện tại. Thì nhưng mà nếu mà nó có compare giờ thì nó lại có thể là nó không hợp lý, thì cái này liên quan đến business, đúng không? Business của từng cái khách sạn hay từng cái nhà nghỉ gì đấy, đúng không? Có nơi thì cho là trước 4 tiếng, nơi trước 8 tiếng hạn như thế, thì cái này yêu cầu BA phân tích kỹ hơn. Thì các bạn cứ viết test case vào đây nha, xong nốt lại là con còn làm việc với cả BA, cần confirm với BA nha. Đó. Còn ngoài ra thì những cái test case về content type, accept thì các bạn sẽ viết thêm dựa trên cái những cái mình đã define ở trên nha. Cô sẽ gửi cho lớp mình cái file này vào cái group này. Ủa sao không gửi được ta? Rồi. Zalo của cô bị chặn, cô không vào được Zalo mọi người ạ. Thì cô nhờ một bạn nào kết bạn với cô trong Facebook nha, Facebook của WeTest ạ. Hoặc là lớp mình có bạn nào đã từng học WeTest không nhỉ? Một bạn nào đấy giúp cô kết bạn. Dung đi, Dung kết bạn với cô trên WeTest, xong rồi mai buổi mai cô sẽ gửi link thì Dung gửi vào nhóm Zalo giúp cô nha. Mọi người có download được cái test case này về không? Mọi người check đi để mình sẽ dừng cái buổi học hôm nay. Ok, vậy thì mình cảm ơn các bạn đã join buổi học hôm nay nha. Buổi ngày mai thì mình sẽ học tiếp đến cái phần authentication. Ủa, 2 tiếng mà. Từ 3 giờ đến 5 giờ đó, Tiến ơi. Rồi. Để cô dừng share đã. Xong rồi cô sẽ, em hỏi đi Thảo ơi, để cô dừng, từ từ để cô dừng dừng cái record đã nha. Đợi cô tí cô dừng cái record chỗ nào đã, xong rồi mình hỏi. Stop record này. Thôi, stop trước đây.